Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Sau đây là vài nét về Đức Huỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo. Kính thưa quý thính giả và chư quý đồng đạo, người sáng lập đạo Phật Giáo Hòa Hảo là Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ, đản sinh ngày 25 tháng 11 năm Kỷ Mùi, nhằm ngày 15 tháng 1 năm 1920 tại làng Hòa Hảo, tỉnh Châu Đốc, một tỉnh xa xôi giáp biên thùy Việt Miên thuộc miền Nam Việt. Ngài là trưởng nam của Đức ông Huỳnh Công Bầu và Đức bà Lê Thị Nhậm, một gia đình trung lưu, nhiều phúc hậu và nhiều uy tín với nhân dân địa phương. Thuở nhỏ, vừa học xong đến hết bậc tiểu học thì đau ốm liên miên, nên ngài phải rời nhà trường về dưỡng bệnh. Từ 15 đến 21 tuổi, ngài không lúc nào dứt được cơn đau và không một lương y nào trị được. Năm 1939, sau khi hướng dẫn thân phụ đi viếng các am đồng miền Thất Sơn và Tà Lơn, những núi non được nổi tiếng linh thiêng hùng vĩ, ngài tỏ ra đại ngộ. Ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão năm 1939, ngài chính thức mở đạo, bắt đầu là công việc chữa bệnh. Ngài chữa lành được các chứng hiểm nghèo với phương pháp thật giản đơn, là chỉ dùng lá cây, nước lã, giấy vàng, khiến các bác sĩ Tây y, các dược sư Đông y lẫn các danh gia phù thủy đều phải kinh dị. Song song với việc chữa bệnh, ngài thuyết pháp thao thao bất tuyệt, nhiều thi sĩ, văn gia hoặc luật gia nghe tiếng đến chất vấn đều phải nhận ngài là một bậc siêu phàm. Cũng từ năm 1939, ngài sáng tác thật nhiều kệ giảng, nội dung tiên tri chiến cuộc sẽ tràn lan, nhân loại sẽ điêu linh, và kêu gọi mọi người nên bỏ giữ về lành, thực hành tứ ân, trao dồi thiền tịnh để trở thành thiện nhân trong xã hội và tiến đến sự nhập diệu cõi đạo. Nhìn qua công đức giảng dân cứu chúng, người ta thấy ngài chữa được hàng vạn chứng hiểm nghèo, thuyết pháp hàng ngàn lần trước đại đa thính chúng, và sáng tác 6 quyển kệ giảng cùng với hàng trăm bài thi ca, văn, chú có giá trị siêu việt. Văn chương của ngài cực kỳ bình dân nhưng rất hàm súc hấp dẫn. Ngài viết không cần dễ nháp. Giáo pháp của Đức Huỳnh Giáo Chủ tuy cao siêu nhưng không kém phần thực tế, có thể áp dụng cho bất cứ mọi nơi nào trên thế gian. Ngài là một nhà đại cách mạng tôn giáo, vì trước khi ngài ra đời, đạo Phật Việt Nam bị đình đốn sai lạc và đạo Phật thế giới chưa nói tới việc canh tân. Ngài đã cắt bỏ tất cả những nghi lễ phiền toái mà nguyên căn không phải của Đức Phật Thích Ca chủ trương, đồng thời còn canh tân nhiều điểm trong phương pháp thực hành đạo Phật mà trước kia không hề có. Nhờ giáo pháp thích thời đó nên chỉ trong một thời gian ngắn, ngài thu phục được 2 triệu tín đồ tại miền Nam Việt Nam và ảnh hưởng mỗi lúc càng lan rộng thêm ra. Kính thưa quý vị, từ tháng 5 năm Kỷ Mão năm 1939, sau khi mở đạo, Đức Huỳnh Giáo Chủ đứng ra chữa bệnh cứu đời. Tuy ngài không có để tâm nghiên cứu đông y, cũng như chẳng hề học lỗ ban phù thủy, nhưng bằng phương pháp chữa trị thật đơn giản như giấy vàng, nước lã, lá xoài, lá ổi, lá bưởi, lá mít, bông trang mà chỉ được hàng vạn chứng hiểm nghèo như bệnh tà, bệnh suyễn, bệnh phong, bệnh dịch, bệnh dư ruột, vân vân. Cho nên quần chúng ngưỡng mộ, theo về tấp nập. Người ta do đó mà bắt đầu tin tưởng Phật trời, nghe pháp và quy y. Đồng thời với công việc chữa bệnh,
Đức giáo chủ đứng ra thuyết pháp để truyền giáo. Lời giảng của Ngài thao thao bất tuyệt suốt cả ngày đêm. Nhiều thi sĩ, văn gia, hoặc luật sư, bác sĩ đến chất vấn, bắt bẻ, đều nhận Ngài là bậc đại giác đại ngộ, không thể suy bì. Ai đã từng dõi gót theo Ngài trong cuộc khuyến nông năm 1945, trong vòng 2 tháng với không biết bao nhiêu lý luận khác nhau, đều phải công nhận Ngài là bậc mồm sông bút sấm. Những cuộc thuyết pháp nói chung, nếu cộng với 107 lần chu du khuyến nông vừa kể, chúng ta có thể nói Ngài đã trải qua 1.000 lần khuyến thuyết quan trọng với hàng ngàn đề tài khác biệt. Nhờ những cuộc thuyết pháp như trên, người mộ đạo quy căn ngày càng đông, thêm không xiết nói. Nhưng công đức vĩ đại nhất của Đức Giáo Chủ trong việc truyền giáo là việc viết ra giảng kệ. Nhờ những kệ giảng đó mới được phổ truyền một cách sâu rộng chủ trương canh tân Phật giáo của Ngài, và nhờ đó mà có hàng triệu người ngộ đạo đã quay về với chân lý tự tâm. Nếu kiểm điểm lại con số kệ giảng đã ấn lót và phát hành kể từ năm 1939 đến nay, ta sẽ phải ngạc nhiên chẳng ít. Kệ giảng đã được tái bản trên 300 lần, với số lượng được in ra tối thiểu đã trên 800.000 quyển. Nội dung các tác phẩm đó chứa đựng những gì, cách lập giáo ra sao, và văn thể, văn từ như thế nào mà hấp dẫn được người xem đến thế, đó là điều mà trong lần tái bản này chúng tôi xin trình bày đại cương để chư quý độc giả đạo tâm bốn phương đồng lặng. Những tác phẩm của Đức Huỳnh Giáo Chủ viết ra phần nhiều thuộc thể văn dần. Một điều đặc biệt đáng chú ý là trong khi cầm bút, dù tản văn hay vận văn, Ngài luôn luôn viết thẳng một mạch, không dấp, không ngưng, không dùng giấy nháp, không hề bôi xóa, cắt xén như các văn sĩ thường làm. Người ta cho rằng Ngài viết mau lẹ và dễ dàng xuất chúng. Có thể kể thứ tự thời gian những tác phẩm trường thiên sau đây của Đức Giáo Chủ. 1. Sấm giảng khuyên người đời tu niệm, tức quyển thứ nhất, văn lục bát, dài 912 câu, xuất bản lần đầu năm 1939. Ngài viết xong trước đệ nhị thế chiến tại làng Hòa Hảo. Sấm giảng này khởi đầu bằng câu "Hà Nguyên nay đã hết đời", và chấm dứt bởi câu "Tới đây cũng lần ngừng lại bút nghiêng". Nội dung: Đức Giáo Chủ đánh thức quần chúng bằng cách tiên tri những cảnh lầm than khốn khổ mà nhân loại sẽ phải trải qua trong thời đại nhiễu nhương. Chẳng hạn, Ngài nói trước các năm từ lúc xảy ra cho đến khi chấm dứt đệ nhị thế chiến. Mèo kêu bá tánh lao sao, đến chừng rồng rắn máu đào chỉnh ghê, con ngựa lại đá con dê, khắp trong trần hạ nhiều bề gian lao. Khỉ kia cũng bị xáo xào, canh khuya gà gái máu đào mới ngưng. Người ta đã thấy đúng 100%. Từ khởi đầu cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai mèo kêu năm 1939 cho đến khi hai quả bom nguyên tử của đồng minh bỏ xuống nước Nhật để chấm dứt chiến cuộc gà gái năm 1945, không sai một mãi. Cuộc giết chóc ghê tởm của chiến tranh tuy ngưng từ năm gà, nhưng theo Đức Giáo Chủ, nó sẽ còn tái diễn tại Việt Nam và sẽ lan diện khắp nơi. Đời cùng còn chẳng mấy năm, khắp trong các nước thay nằm bằng non. Cha thì chẳng thấy mặt con, vợ thì chồng chẳng được còn tại gia. Trong tác phẩm này, Đức Giáo Chủ cũng tường thuật việc Ngài quá hiện ra đôi cùi buôn bán khi già lúc trẻ, dạo khắp lục châu để thử lòng trăm họ, giác tỉnh mọi người, gọi họ theo về đường ngay nẻo đạo.
2. Kệ dân của người khùng. Tích quyển nhì, Văn thất ngôn trường thiên, dài 476 câu, xuất bản lần đầu năm 1939. Ngài viết tại làng Hòa Hảo ngày 12 tháng 9 năm Kỷ Mão. Kệ này khởi đầu bằng câu: ngồi khùng trí đói nhìn cuộc thế, và chấm dứt bởi câu: ta ra sức dắt diều bá tánh. Cũng như trong quyển nhất, ở đây Đức Giáo Chủ vừa tiên tri tai nạn sắp xảy đến cho nhân dân, vừa khuyên mọi người làm lành lánh dữ. Chẳng hạn như: đến chừng đó bốn phương có giặc, khắp hoàn cầu thiết thiết tha tha, dậy sớm mau kiếm chữ ma ha, thì Phật cứu khỏi nơi khói lửa. Hay: trung với hiếu ta nên trao trĩa, hiền với lương bổn đạo rèn lòng, thường nguyện cầu siêu độ tổ tông, với bá tánh vạn dân vô sự. Rồi Ngài không ngần ngại đánh đổ những mê tín dị đoan, những âm thanh sắc tướng, những sự dối tu lè đời. Theo thần tú tạo nhiều chú mỏ, từ xưa nay có mấy ai thành. Hay: làm hiền lành hơn tụng hơ hà, hãy tưởng Phật hay hơn ỏ rẻ. Những giấy tiền vàng bạc cũng thôi, chớ có đốt tốn tiền vô lý. Hoặc là Ngài có cho biết qua câu: tu vô vi chớ cúng chè xôi, Phật chẳng muốn chúng sanh lo lót. 3. Sám giảng. Tức quyển thứ 3, Văn lục bát, dài 612 câu, xuất bản lần đầu năm 1939. Ngài cũng viết tại làng Hòa Hảo năm Kỷ Mão, khởi đầu bằng câu: ngồi trên đảnh núi Liên Đài, và chấm dứt bởi câu: chúc cho bá tánh muôn sầu tiêu tan. Trong quyển này, Đức Giáo Chủ dạy tu nhân đạo. Ngài viết: tu cầu cha mẹ thảnh thơi, quốc dương thủy thổ chiều mới phản hồi. Tu đền nợ thế cho rồi, thì sao mới được đứng ngồi tòa sen. Đối với hàng thanh niên nam nữ, thường dễ bị văn minh, vật chất hoặc dục vọng lôi cuốn đến bờ trị lạc, Ngài kêu gọi: nghiêm đường chịu lệnh cho an, loạn luân can kỷ hổ mang tiếng đời. Hoặc là: nghe lời cha mẹ cân phân, tam tùng vẹn dự lập thân buổi này. Và Ngài cũng cực lực đã phá những hủ tục, bài xích những thói xa hoa đàn điếm. Chẳng hạn: chết rồi cũng bớt cốc ken, trống đờn lễ nhạc tế sen ít gì, đàn nhu thầy lễ cũng kỳ, mắc phải chuyện gì phủ phục bình hưng. Hay là: văn minh sửa mặt sửa bài, áo quần láng mướt ngày rài ăn chơi, dọn xem hình dốc lả lơi, ra đường ăn nói những lời nguyệt qua. Nếu chịu vẹn gìn theo lời chỉ giáo trong quyển sám giảng này, thì nhân đạo của ta ắt có thể coi là hoàn bị lắm. 4. Giác mê tâm kệ. Tức quyển tư, Văn thất ngôn trường thiên, dài 846 câu, xuất bản lần đầu năm 1939. Đức Giáo Chủ viết tại làng Hòa Hảo ngày 20 tháng 9 năm Kỷ Mão. Kệ này khởi đầu bằng câu: khai ngọn đuốc từ bi chí thiền, và chấm dứt bởi câu: mong bá tánh vạn dân giải thoát. Nơi đây Đức Giáo Chủ có nói trước những tai họa hải hùng mà chúng sanh sẽ phải trải qua trong thời hạ quân mạt kiếp. Khổ với thảm ngày nay có mấy, sợ mai sau dòm thấy bay hồn. Trừ tà gian còn thiện chỉ tồn, cảnh sông máu
núi xương tha thiết. Ngài lại còn giảng rõ thế nào là tứ đổ tường, tứ khổ, ngũ uẩn, lục căn, lục trần, tứ diệu đề, bát chánh và bát nhẫn. Còn gì đáng coi là nhẫn nhục, hỷ xả hơn những câu sau đây? Ai chửi mắng thì ta giả điếc, đợi cho người hết giận ta khuyên. Chữ nhẫn hòa ta để đầu tiên, thì đâu có mang câu thù oán. 5. Khuyến thiện. Tức cuốn thứ 5, đoạn đầu và đoạn chót viết bằng lối văn lục bát, đoạn giữa viết bằng lối thất ngôn, gồm 776 câu, xuất bản lần đầu năm 1942. Ngài viết tại nhà thương Chợ Quán năm 1941. Tác phẩm này khởi đầu bằng câu băng tâm ngẫu hứng thừa nhàn, và chấm dứt bởi câu ráng trao đức hạnh ngày sau sẽ tường. Nội dung: Đức giáo chủ nhắc tiểu sử Đức Thích Ca và luận giải về tám sự khổ trong cõi ta bà, về pháp môn tịnh độ, về cách diệt ngũ trược, trừ thập ác và hành thập thiện. 6. Cách tu hiền và sự ăn ở của một người bổn đạo. Quyển này viết bằng văn xuôi, hồi tháng 5 dương lịch năm 1945 tại Sài Gòn, và xuất bản lần đầu cũng trong năm ấy. Tuy văn xuôi, quyển này có một đặc sắc là giản dị và lưu loát, âm hưởng du dương nhịp nhàng. Nơi đây Đức giáo chủ minh giải về tứ ân, tam nghiệp, thập ác và bát chánh. Ngài còn giảng giải về cách thờ phượng, cúng lại, nghi thức cử hành tang lễ, giá thú, cách đối xử với các tôn giáo bạn, với các tăng sư, vân vân. Ngoài sáu quyển vừa kể, Đức giáo chủ còn viết ra rất nhiều bài thi ca mà một nhóm tín đồ tại Thánh địa Hòa Hảo đã gom góp để in thành một quyển nhan đề sưu tập thi văn giáo lý của Đức Huỳnh giáo chủ. Quyển sách dày trên 300 trang, nội dung gồm có đủ các loại thơ ca: thất ngôn bát cú, tứ tuyệt, ngũ ngôn, lục bát, thất ngôn trường thiên, song thất lục bát, tứ ngôn và một số bài biến thể. Trong đây Đức giáo chủ hoặc viết để dạy riêng một người, hay đáp họa với một người khác, hoặc viết để cảnh giác, hoặc viết để khuyến tu, tự trung, nhất nhất đều có bao hàm một giáo nghĩa thâm quyền. Dẫu cho người không phải trong cuộc, đọc đến cũng đều có lợi ích cho sự tu hành. Riêng phần văn từ, nói chung toàn bộ, Ngài chủ trương quyết dạy trần nên nói lời thường, cho sanh chúng đời nay dễ biết, hoặc là dạy bổn đạo lấy câu trung đẳng, chẳng nói cao vì sắp rốt đời. Cho nên với những lời văn vô cùng giản dị nhưng ngọt ngào ống chuốt, Đức giáo chủ dụng tâm làm cho hạng bình dân dễ thuộc, dễ theo, để sớm đưa họ tiến tới con đường lành mà Ngài đã vạch ra và đã nhất tâm phát nguyện, quyết đưa chúng về nơi non thú, tạo lưu bồng ngõ hội quần tiên. Hoặc nếu chúng sanh còn chủng mê tân, thì tha chẳng an vui cực lạc. Hay là biết làm sao gieo đạo khắp đại đồng, đưa nhân loại đi vào dòng hạnh phúc. Kính thưa chư quý đồng đạo, phần tóm tắt về Đức Huỳnh giáo chủ chúng tôi đọc đến đây xin tạm dừng. Nhưng lời dạy của Đức Tôn Sư luôn vẫn còn mãi trong tim
của mỗi tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, để cùng nhau gìn câu nguyện giái chớ lơi nghĩa thầy, và đồng bay về cực lạc một đàn, thì thân thầy hết phải gian nan, đâu có chiều mang câu nhào bán. Nam mô Đại Từ Kim Sơn Phật, Nam mô A Di Đà Phật.